Mấy đứa thích cái cầu vô nhà thế nè, nó thích ra làm kiểu nó kêu chụp hình mà nó chụp thôi quay phim. Thích đây nhà trong nhà, nhà đây nhà thế. Ba ba quay con hay ba ba quay Bà quay nhà luôn, bà quay hết cả nhà luôn. Xung quanh là vườn, đây có nhà vườn ở quê có trồng, thường trồng à đó. Đây có chuối nè, mận. Mấy đứa nhỏ nó thích ra quầy rượu nè. Thôi không được, không được, không không chút con ra đó thì không có qua được. Nó thấy mình nó nhảy qua rồi hàng rào kia, nó thích, nó muốn ra. Đây có ruộng lúa đẹp quá chừng đẹp nè. Trời ơi. Trong kia có mía, đó bên cái cao cao kia mía. Mình vẽ cảnh là nó cũng đòi vậy. Con tên gì? Hả? Pin hả? Con tên Pin hả? Con tên gì? Con làm gì á? Thôi đừng nhổ lên, không có nhổ nha. Ở đây trong đây là nước ngọt nha. Qua khỏi cái đê kia là bên kia là nước 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 lợ, mùa này nước lợ với nước mặn. Rồi từ cái sông Cần Giờ đi lên chung bên đây là Cầu Công, bên kia Cần Giờ. Nên phía ngoài đó vẫn có cái ao người ta nuôi tôm sú đồ được nha. Nhưng mà trong đây là nước ngọt quanh năm. Nên lúa tốt, lúa đây cực kỳ tốt. Nhà thế trồng chuối quá chừng chuối. À, chuối quá chừng chuối luôn. Rồi đi đi vô tụi con. À, trong này có vườn chuối. Đấy, thấy cái cây cao cao kia là cái cây mũ trơm nha, ngâm ra nó ra nó như sân sa vậy á, màu trắng trắng á, nó uống nó mát đó. Để mình ngâm nó ra rồi mình bỏ với đường phèn, nấu với đường phèn á, uống mát. Cái mai trổ vàng đẹp quá, đẹp. Đây nước ngọt nè, cây ăn quả cũng trái, mận quá chừng trái. À. Chị đã xả mình. Đây, cái Sài Gòn mà như thông quê vậy á, mình đi đâu ai tin đâu.